hồi lâu sau lạc khuynh thành đỏ mặt thả ra lâm phong vừa mới chỉ là nhất thời kích động khó khống chế tỉnh táo lại sau mới phát hiện bản thân dĩ nhiên ngay trước thượng quan hồng cùng kim cương mặt ôm lâm phong thật sự là quá mất mặt kim cương cười lớn ha ha lâm huynh ngươi thật không có chết thật sự là quá tốt ha ha vận khí tốt mạng lớn bằng không thì thiếu chút nữa thì chết rồi may mắn trời cao chiếu cố ta lâm phong cười trả lời Mau nói ngươi là như thế nào từ hai đại nửa bước tiên hoàng cảnh trong tay sống sót. Một bên thượng quan hồng mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi thăm. Đối mặt hai đại nửa bước tiên hoàng cảnh cường giả, hắn thật sự là nghĩ không ra có biện pháp nào có thể an toàn rời đi. Kỳ thật không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Các ngươi sau khi đi đại khái nửa canh giờ, hai tên kia liền bước ta giao ra càn khôn giới. Ta biết một khi giao ra liền không có hộ thân thể đánh bạc, tự nhiên không chịu. Sau đó liền chọc giận bọn họ, toàn lực phóng xuất ra nửa bước tiên hoàng cảnh khí tức. Ngay tại ta cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một vị chân chính tiên hoàng cảnh cường giả Giáng Lâm để cho ta nhặt về một cái mạng. Lâm Phong nói xong lộ ra một bộ nghĩ mà sợ biểu lộ. Trước khi đến liền đã nghĩ kỹ lý do. Đến mức tiên hoàng cảnh tại sao phải cứu hắn. Rất đơn giản, bởi vì nhận biết đồng thời từng có sâu xa. Cứ như vậy, cơ bản liền có thể giải thích rõ. Hơn nữa là khuyên thành ba người cũng không biện pháp đi nghiệm chứng. Thì ra là thế. Lâm Huynh thực sự là phúc lớn mạng lớn. Thời khắc mấu chốt có quý nhân tương trợ, trách không được có thể từ hai đại nửa bước tiên hoàng trong tay chạy trốn. Kim Cương bừng tỉnh đại ngộ, tính cách ngay thẳng hắn cũng không có đối với Lâm Phong lời nói sinh ra hoài nghi. Thượng quan Hồng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Có thể ở chiến trường thời viễn cổ đột phá tiên hoàng cảnh, đều là không tầm thường nhân vật, vì sao lại đột nhiên xuất hiện cứu Lâm Phong? Cho dù trùng hợp đi ngang qua, chỉ sợ cũng sẽ không ra tay. Lúc này Lâm Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, đúng rồi, Khuynh Thành Vị kia tiên hoàng cảnh cường giả ngươi cũng nhận biết chúng ta tại trong đầm lầy gặp qua. Ngươi nói là cực đạo bản nguyên vũ trụ ngu tuyển cơ. Là Khuynh Thành tức khắc liên tưởng đến vị kia bí chữ binh người thừa kế, yêu nghiệt bên trong cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Chính là, nếu không phải là nàng, đừng tiên hoàng cảnh cường giả cũng sẽ không có cái kia lòng dạ thanh thản cứu ta." Lâm Phong gật gật đầu. "Khuynh Thành, các ngươi tại trong đầm lầy gặp được tiên hoàng cảnh cường giả?" Thượng Quan Hồng lập tức hỏi. "Ừ, từng có tiếp xúc." quan hệ cũng không tệ lắm. là Khuyên Thành trả lời. Thượng quan Hồng nghe vậy, nghi ngờ trong lòng cũng để xuống. Nhận biết lời nói mọi thứ đều có thể thuyết phục. Chỉ là đang nguy cơ sinh tử trước mắt, vừa vặn có nhận biết tiên hoàng cảnh đi ngang qua, không khỏi cũng quá trùng hợp à. Tính, mặc kệ, người không chết liền tốt, cái khác đều không trọng yếu. a à, đây là các ngươi càng khôn giới, thẳng đến cuối cùng ta đều không cho hai tên kia, bây giờ trả lại các ngươi. Lâm Phong nói xong đem bốn cái càng khôn giới ném cho ba người. Tiếp nhận càng khôn giới, Thượng Quan Hồng cùng Kim Cương nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Càng khôn giới mất mà được lại, Lâm Phong lại không chết, không có cái gì so với cái này càng vui vẻ hơn sự tình. Cảm ơn ngươi, Lâm Phong, là khuyên thành vẻ mặt thành thật. Nàng cảm tạ không chỉ là Lâm Phong đem càng khôn giới mang về, còn có hai lần ân cứu mạng. Này, cũng là đồng đội, khách khí như vậy làm gì? Lâm Phong khoát khoát tay. Đội ngũ bao phủ tại một mảnh trong Hoan lạc. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Sau đó tìm một chỗ che giấu. Cho chuyện một chút, Lâm Phong từ Càn Khôn giới bên trong xuất ra hai cái Thông Thiên Lệnh, nói ra: "Tuyền Cơ đạo hữu còn hỏi ta tìm tới Thông Thiên Lệnh sao? Ta muốn đội ngũ vừa vặn kém một cái, lấy Tuyền Cơ đạo hữu thực lực, làm đến Thông Thiên Lệnh dễ như trở bàn tay, liền nói không có. Sau đó nàng liền cho ta một cái, hiện tại đội ngũ chúng ta bốn người đều có Thông Thiên Lệnh." có thể cùng một chỗ tiến vào thông thiên lộ ải thứ hai. Kỳ thật thông thiên lệnh là từ âm câu mắt trong Càn Khôn giới được, giao cho ngu tuyển cơ, không có người sẽ hoài nghi. Lạc Khuynh Thành, Thượng Quan Hồng, Kim Cương ba người nhìn thấy Lâm Phong trong tay hai cái thông thiên lệnh, hai mắt tỏa sáng, vui vô cùng. Tăng thêm công cộng Càn Khôn giới bên trong hai cái. Bây giờ bốn cái thông thiên lệnh dĩ nhiên tập hợp đủ. Tất cả mọi người không tiếp tục ra ngoài dự định, thế là liền bắt đầu tự mình tu luyện, hy vọng có thể ở thời khắc cuối cùng tu vi có chỗ tinh tiến. Trong nháy mắt liền đã qua đi 2 năm, khoảng cách trăm năm kỳ hạn, còn có không đến một năm. Trong khoảng thời gian này, bốn người một mực đắm chìm ở trong tu luyện, ngoại giới mọi thứ đều không có quan hệ gì với bọn họ. Một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên từ lạc khuynh thành trên người phát ra lập tức kinh động đến thượng quan hồng, kim cương cùng lâm phong. Ba người bỗng nhiên mở hai mắt ra mắt sáng như đuốc nhìn về phía lạc khuynh thành. Cỗ kia khí tức cường đại chấn động để cho bọn họ cảm nhận được một loại áp lực vô hình, phảng phất có một tòa to lớn sơn phong đặt ở trong lòng. Trong lòng lập tức minh bạch, là khuyên thành đến thời khắc mấu chốt, sắp đột phá bản thân, trùng kích nửa bước tiên hoàng cảnh. Thượng quan hồng, kim cương cùng lâm phong liếc nhau, trong mắt đều lóe ra ánh sáng khác thường. Một khi là khuyên thành thành công bước vào nửa bước tiên hoàng cảnh, đối với toàn bộ đoàn đội mà nói chính là một cái to lớn trợ lực. Dù cho đến thông thiên lộ ải thứ hai, cũng có nhất định sức tự vệ. Từ khi lâm phong bình an trở về về sau, là khuyên thành trong lòng cái kia khối lớn thạch đầu cuối cùng là rơi xuống tâm tình vui vẻ nàng toàn thân tâm đều đầu nhập vào tu luyện bên trong đi qua trong hai năm qua không ngừng cố gắng cùng thử nghiệm rốt cục thấy được đột phá tự quang khoảng cách thành công bước vào nửa bước tiên hoàng cảnh chỉ có cách xa một bước trên người khí tức đang không ngừng kéo lên rất nhanh tới tiên vương đỉnh phong điểm giới hạn mắt thấy là phải xông phá đến một mảnh thiên địa mới kết quả lại ngoài dự liệu ngừng lại từ tiên vương đỉnh phong đến nửa bước tiên hoàng cảnh mặc dù không cần độ kiếp, nhưng là không phải dễ dàng như vậy, rất nhiều ngày tư không đủ người, đều kẹt tại một bước này. Khuynh thành, cố gắng, không nên tùy tiện từ bỏ, ngươi nhất định có thể thành công. Thượng quan hồng lên tiếng cổ vũ. Đúng vậy à, khuynh thành, chịu đựng, thừa thế xông lên tiến lên, đến thông thiên lộ ải thứ hai, ba chúng ta người còn được dựa vào ngươi bảo hộ đâu. Lâm Phong phụ họa nói. Nghe thế lời nói là khuynh thành nhớ tới bởi vì chính mình thực lực không đủ, dẫn đến Lâm Phong lâm vào to lớn trong nguy cơ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt tự trách cùng ái náy nếu như lúc ấy có được nửa bước tiên hoàng cảnh thực lực liền sẽ không bị hai người kia chỗ uy hiếp tuyệt không thể để cho cùng loại sự tình lần nữa phát sinh nhất định phải thành công bước vào nửa bước tiên hoàng cảnh song quyền nắm chặt cái chán toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu một giọt một giọt rơi xuống lúc này không có người có thể giúp nàng nhất định phải dựa vào chính mình một khi có người ngoài dính vào đột phá ngay lập tức sẽ cuối cùng đều là thất bại Lần sau cũng không biết là lúc nào. Lạc Khuynh thành nghiến chặt hàm răng, biết rõ đây là trong đời của nàng một cái trọng yếu bước ngoặt. Mồ hôi ướt đẫm quần áo, ánh mắt vẫn như cũ vô cùng kiên định. Hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp tục toàn lực trùng kích nửa bước tiên hoàng bình cảnh. Đem tiến lên bên trong lâm phong giật mình kêu lên. Tranh thủ thời gian dừng lại, leo lên tán cây, theo thanh âm phương hướng nhìn lại. Xa xôi chân trời, một đoàn cự đại hắc sắc vân vụ giống như là mực nước bốc lên nhấp nhô nội bộ lóe ra lóa mắt lôi quang cùng nóng bỏng ánh lửa phảng phất tận thế sắp xảy ra vân vụ không ngừng mà lan lộn tựa hồ đang nổi lên một trận tai nạn đáng sợ màu đen vân vụ càng lúc càng lớn dân dân chiếm cứ mảng lớn bầu trời màu sắc trở nên càng thêm thâm trầm phảng phất là một mảnh bóng đêm vô tận lôi hỏa ở trong đó không ngừng xen lẫn tạo thành một bức làm người sợ hãi hình ảnh chung quanh các thiên kêu nhao nhao dậm chân ngẩng đầu nhìn bầu trời tại hắc ám trong khu vực chỉ có lôi quang cùng ánh lửa chiếu sáng cảnh vật chung quanh thỉnh thoảng lấp lánh, thỉnh thoảng ảm đạm, cho người ta một loại thần bí lại cảm giác sợ hãi. Theo thời gian đưa đẩy, trong mây mù lôi quang cùng ánh lửa càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất muốn xông phá tầng mây, giáng lâm tới trên mặt đất. Đúng lúc này, vân vụ đình chỉ quay cuồng, mọi thứ đều trở nên an tĩnh lại. Nhưng mà, loại này yên tĩnh cũng không có kéo dài quá lâu. Ngay sau đó, một đạo to lớn tia chớp xẹt qua chân trời, chiếu sáng cả vùng. Cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đinh tai nhức óc dù cho cách xa nhau rất xa, vẫn có thể cảm nhận được màu đen trong mây mù ẩn chứa cường đại lực lượng cùng khí tức nguy hiểm, giống như là bị một đôi vô hình tay nắm chắc trái tim, làm cho không người nào có thể hô hấp, phảng phất chỉ cần tới gần một điểm, cũng sẽ bị lôi hỏa vô tình thôn phệ. Đáng sợ như thế cảnh tượng, để cho trông thấy người đều chấn động theo. Lâm Phong trong lòng giật mình, nhớ tới mới vừa tiến vào chiến trường thời viễn cổ lúc từng tao ngộ qua một màn. Đồng dạng là màu đen vân vụ, đồng dạng là lóe ra khủng bố lôi quang cùng ánh lửa bây giờ lại một lần mắt thấy kinh người như vậy tràng cảnh. Mang ý nghĩa lại có người tại độ tiên hoàng kiếp, muốn thành tựu tiên hoàng cảnh. Không nghĩ tới lúc mới tới chứng kiến ngu tuyển cơ thành tựu tiên hoàng. Trăm năm kỳ hạn sắp đến thời khắc, còn phải lại lần chứng kiến một vị tiên hoàng cảnh sinh ra. Nhìn chăm chú phương xa, Lâm Phong trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu trí. Tiên hoàng kiếp. Bản thân sớm muộn cũng phải độ. Đi xem một lần nữa. Đối với về sau độ kiếp có trợ giúp rất lớn. Nghĩ đến liền làm, thân thể hóa thành một vệt sáng, hướng về tiên hoàng kiếp phương hướng cực tốc mà đi. Không chỉ là Lâm Phong, đừng các thiên kiêu biết được có người ở độ tiên hoàng kiếp, nhao nhao chạy tới. Nhất là những cái kia đạt tới nửa bước tiên hoàng cảnh các cường giả, càng là không kịp chờ đợi muốn mắt thấy trận này việc trọng đại. Có lẽ tại không lâu sau đó, bọn họ cũng là nghênh đón thuộc về mình tiên hoàng kiếp, có thể sớm quan sát. Không thể nghi ngờ là một lần cơ hội khó được, có thể tốt hơn hiểu rõ tiên hoàng kiếp uy lực cùng đặc điểm, từ đó làm tốt càng chuẩn bị chú đáo chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu càng đến gần tiên hoàng kiếp càng là có thể cảm nhận được cái kia cực kỳ kinh khủng uy áp không có người bởi vậy lùi bước dù sao cơ hội thực sự quá khó được một khi bỏ lỡ khả năng liền sẽ không bao giờ lại có rất nhanh lâm phong liền đi tới lần thứ nhất quan sát tiên hoàng kiếp khoảng cách nhưng là cũng không dừng lại mà là tiếp tục tới gần khi đó hắn tu vi vẫn còn tiên vương sơ kỳ đồng thời thân thể nghiêm trọng tiêu hao, ứng đối ngoài ý muốn năng lực cơ hồ không có. Hiện tại là không giống nhau. Thân thể hoàn toàn khôi phục không nói tu vi còn tăng lên tới tiên vương đỉnh phong, thậm chí có được chém giết nửa bước tiên hoàng cảnh thực lực. Tự nhiên có thể giống đừng nửa bước tiên hoàng như thế, khoảng cách gần quan sát tiên hoàng kiếp. Thông thiên lộ ải thứ nhất, chiến trường thời viễn cổ. Bầu trời bị đen kịt một màu như mực mây đen bao phủ, cái kia đậm đặc hắc ám như ngày tận thế tới đồng dạng, cho người ta một loại vô tận cảm giác đè nén giống như cự đại hắc màn, đem chung quanh một khu vực lớn đều nhuộm thành đêm tối. Quỷ dị bầu không khí bên trong, mây đen nội bộ lóe ra lóa mắt điện quang, thỉnh thoảng xẹt qua chân trời, tựa như từng đầu cự long ở tầng mây bên trong xuyên toa. Mỗi một lần tia chớp xuất hiện, đều sẽ mang đến ngắn ngủi quang minh, ngay sau đó chính là một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm. Tiếng sấm vang vọng trên không trung, giống như vạn cổ cùng vang lên, cảnh tượng đáng sợ làm cho người tâm sinh sợ hãi. Tại đen nghịt mây đen phía dưới, có một thân ảnh cao lớn mà thẳng tắp đứng lơ lửng trên không, thân thể thon dài, cơ bắp rõ ràng, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Toàn thân tản ra khí tức cường đại, giống như một tòa nguy nga sơn nhạc, lại như một mảnh vô ngân tinh không, làm cho người ta cảm thấy không gì sánh kịp cảm giác áp bách, phảng phất có thể chấn áp thiên địa vạn vật. Người khoác một kiện trường bào màu đen, tung bay theo gió, bay phất phới, ống tay áo như lưu vân giống như vũ động, tăng thêm mấy phần phiêu giật cùng thần bí khuôn mặt bị âm ảnh bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ cái kia hình dáng bên trong có thể cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ uy nghiêm và cảm giác thần bí. Tại hắn sau lưng, có một cỗ hắc ám lực lượng phun trào, giống như vô tận thâm uyên, sâu không thấy đáy, thôn phệ tất cả quang minh. Hắc ám lực lượng không ngừng quay cuồng, khuấy động, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Giờ này khắc này thẳng tắp thân ảnh chính là toàn trường tiêu điểm. Hấp dẫn bốn phía đại lượng thiên kiêu ánh mắt. Lâm Phong cũng ở đây trong đó lần này quan sát tiên hoàng kiếp, hắn vọt tới phía trước nhất, thuộc về thê đội thứ nhất trận doanh. Cách đó không xa thì có một vị nửa bước tiên hoàng. Lúc này, mọi người chú ý lực đều bị tiên hoàng kiếp hấp dẫn. Ầm ầm, kèm theo một trận kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ thế giới đều tựa như vì đó run rẩy lên. Thanh âm như vạn lôi tề minh, đinh tai nhức óc, để cho người ta không khỏi sinh lòng e ngại. Trong kiếp vân xuất hiện vô số đạo trắng kiện lôi điện, giống một đám hung mãnh cự long, Dương nanh múa vuốt hướng phía dưới đánh tới, mang theo vô tận lực lượng kinh khủng, tựa hồ muốn mọi thứ đều hủy diệt hầu như không còn. Không trung nam tử lại đứng bình tĩnh lấy, ánh mắt kiên định tỉnh táo, phảng phất đối với sắp đến nguy hiểm không thèm để ý chút nào. Làm cái kia một đạo trắng kiện lôi điện bổ xuống lúc, không có chút nào ý lùi bước, ngược lại đón đầu mà lên. Trong nháy mắt, vô số lôi điện bổ vào trên người, thân thể bị cường đại dòng điện bao trùm, lóe ra tia sáng chói mắt nam tử cũng không có bị kinh khủng này lôi điện đánh ngã. Tương phản, trên người tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, cùng lôi điện lẫn nhau chống lại lấy. Ầm 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 ầm, trong kiếp vân lôi hỏa chi lực, toàn bộ khuynh tiết mà xuống, hình thành một mảnh to lớn lôi hỏa hải dương. Nam tử đứng tại lôi hỏa trong hải dương, mặc cho lôi kiếp tẩy lễ. Ngô Tuyền Cơ độ tiên hoàng kiếp thời điểm, Lâm Phong cùng Lạc Khuynh thành khoảng cách quá xa, không cách nào rõ ràng cảm thụ tiên hoàng kiếp uy lực đáng sợ. Bây giờ là hoàn toàn thể nghiệm được dùng hai chữ để hình dung, cái kia chính là rung động. Không biết qua bao lâu, rơi xuống lôi kiếp bắt đầu giảm bớt. Đậm đặc kiếp vân chậm rãi tán đi. Lôi hỏa hải dương dần dần biến mất. Cuối cùng lộ ra thân ảnh kia giống như đỉnh thiên lập địa. Cứ việc nhìn qua chật vật không chịu nổi. Vừa vặn trên phát ra khí tức, so trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Không hề nghi ngờ lại một vị tiên hoàng cảnh cường giả sinh ra. Mặc dù không bằng vừa mới tiến chiến trường thời viễn cổ đã đột phá những cái kia yêu nghịch cấp nhân vật nhưng có thể ở nơi này thành công vượt qua tiên hoàng kiếp, thành tựu tiên hoàng cảnh, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu bên trong người nổi bật. Tùy tiện một cái, cái kia cũng là tương lai có hy vọng trùng kích tiên đế cảnh tồn tại. Đến mức ngu tuyển cơ loại này cửu tự chân ngôn bí pháp một trong truyền nhân, tiên đế cảnh có lẽ không phải là điểm cuối cùng. Tiên hoàng kiếp kết thúc. Quan sát các thiên kiêu cả đám đều vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh kia, kính sợ đồng thời, lại có chút hâm mộ ghen ghét nghĩ thầm không biết mình khi nào mới có cơ hội độ tiên hoàng kiếp có thể thành công hay không vượt qua thành tựu người người kính ngưỡng tiên hoàng cảnh hai lần quan sát tiên hoàng kiếp để cho lâm phong được lợi rất sâu ngay tại rất nhiều các thiên kiêu chuẩn bị thối lui thời điểm vị kia tân tấn tiên hoàng cảnh cường giả bỗng nhiên mở miệng bản hoàng tiên hoàng kiếp há lại các ngươi đám này sâu kiến có thể quan sát tất nhiên đều tới dù sao cũng phải lưu lại một ít gì à thuận tiện để cho bản hoàng thử xem tiên hoàng cảnh thực lực Nói xong, còn không đợi Đại gia Minh Bạch có ý tứ gì, một cỗ tuyệt cường khí tức, lấy không trung nam tử làm trung tâm, đột nhiên bạo phát đi ra. Ông, tiên hoàng cảnh cường giả toàn lực phóng thích, như là thiên uy đồng dạng áp lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống đất. Đông đảo thiên kiêu còn chưa kịp phản ứng, liền bị xảy ra bất ngờ uy áp mạnh mẽ bao phủ, tu vi ở vào tiên vương cảnh các thiên kiêu, toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân chịu trọng thương tổn thương ngay cả tiên vương đỉnh phong cũng không ngoại lệ thậm chí có tiên vương trung kỳ không chịu nổi trực tiếp đã hôn mê đây chính là tiên hoàng cảnh cường đại tiên vương kính ở tại trước mặt cơ hồ không có chút nào sức chống cự chỉ có số ít mấy vị nửa bước tiên hoàng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản không đến mức quỳ trên mặt đất đại gia nhao nhao gian nan ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong nam tử trong mắt tràn đầy kinh khủng thần sắc làm không rõ ràng đối phương vừa mới tấn thăng tiên hoàng cảnh vì sao lại xuất thủ lâm phong tu vi cũng là tiên vương đỉnh phong nhưng không có giống đừng tiên vương cảnh một dạng bị ép hai đầu gối quỳ xuống đất miệng phun máu tươi chỉ thấy thân thể của hắn cong lên hai chân uốn lượn kém một chút liền muốn quỳ trên mặt đất bị mạnh mẽ chịu đựng ai cũng không nghĩ tới mới qua tiên hoàng kiếp ra hỏa sẽ làm như vậy một cái không chú ý liền bị trấn áp nếu như lâm phong sớm biết rõ lời nói nhất định sẽ sử dụng bí chữ hành chạy trốn ly khai phiến khu vực này ngươi tiên hoàng cảnh có mạnh hơn lại như thế nào? Ta không thể trêu vào, còn tránh không nổi sao. Đáng tiếc hiện tại đã muộn. Tiên hoàng cảnh phóng thích uy áp, nhất định phải dùng hết toàn lực tài năng miễn cưỡng chống đỡ, hơi buông lỏng một chút chế. Ngay lập tức sẽ cùng cái khác tiên vương kính một dạng, bị ép quỳ trên mặt đất không thể động đậy, căn bản không có dư thừa tinh lực đi sử dụng bí chữ hành. Lâm Phong không nguyện ý quỳ xuống. Chỉ là một cái tiên hoàng cảnh, vẫn là mới vừa đột phá, muốn cho hắn quỳ xuống quả thực là người si nói mộng. Nhưng mà muốn giải quyết như thế nào nguy cơ trước mắt là một vấn đề. Vì, vì sao? Một tên nửa bước tiên hoàng cảnh nhìn xem không trung thân ảnh, cắn răng hỏi. Vì sao? Bởi vì bản hoàng tâm tình khó chịu, ta độ tiên hoàng kiếp, các ngươi tới quan sát, thu lượng kinh nghiệm, nghĩ như lại đẹp vô cùng. Nam tử cười nhạo. Đường đường tiên hoàng cảnh cường giả, lòng dạ càng như thế nhỏ hẹp. Ha ha, cho cười. Ai nói tiên hoàng cảnh nhất định phải rộng lượng không có đem toàn bộ các ngươi chém giết ở đây các ngươi liền vui trộm à lại kỳ kỳ oai oai hôm nay toàn bộ lưu lại ai cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi nam tử lời này vừa nói ra không ai dám nói chuyện hiện trường hoàn toàn yên tĩnh mỗi người đều ở yên lặng đối kháng tiên hoàng cảnh uy áp tiên hoàng cảnh cường giả toàn lực phóng xuất ra khí thế khủng bố đem đông đảo các thiên kiêu đặt ở trên mặt đất không cách nào động đậy chỉ có số rất ít nửa bước tiên hoàng cảnh có thể di động nhưng lại không dám động sự mình động tác sẽ khiến tiên hoàng cảnh chú ý, đưa tới họa sát thân. Tại áp lực thật lớn dưới, Lâm Phong kìm nén một hơi, miễn cưỡng cắn răng trèo trống. Dù sao Tu Vi chỉ có tiên vương đỉnh phong, tại không có phòng bị tình huống dưới, bị đột nhiên tập kích, không kịp làm tốt chuẩn bị chú đáo. Đợi đến tiên hoàng cảnh khí thế cường đại đè ở trên người, đã đã quá muộn. Lúc này là không có cách nào áp dụng biện pháp mà. Khẩu khí kia có chút thư giãn, thân thể liền sẽ giống đường tiên vương kính đồng dạng quỳ trên mặt đất. Lâm Phong sẽ không để cho sự tình này phát sinh. Hắn có thể lại trời lại đất, lại phụ mẫu quỳ sư tôn, tuyệt không thể quỳ một cái không quen biết tiên vương kính. Trong lòng kiêu ngạo cùng tự tôn không cho phép Lâm Phong làm ra như thế khuất nhục cử động. Dù là đối mặt lại lớn áp lực, cũng phải thủ vững bản thân danh giới cùng tôn nghiêm. Kỳ thật chỉ cần lại kiên trì một hồi, liền có thể chịu đựng được. Tân tấn tiên hoàng cảnh nam tử rõ ràng là nghĩ thử một chút bản thân sau khi đột phá thực lực, cũng không có đại sát tứ phương dự định nếu không thì không phải vẻn vẹn phóng xuất ra khí thế nhưng mà lâm phong cũng không tính khuất phục đỉnh lấy tiên hoàng cảnh uy áp mạnh mẽ thân thể chậm rãi nhô lên uốn lượn hai chân cũng ở đây dần dần đánh thẳng muốn đứng thẳng người ngẩng đầu ưỡn ngực chỉ là tiên hoàng cảnh muốn chấn áp bản thân nằm mơ lâm phong động tác rất nhanh bị nam tử phát hiện rõ ràng tản mát ra tiên vương đỉnh phong khí tức thế mà không có bị hoàn toàn chấn áp lập tức đưa tới hắn tò mò ngay sau đó ánh mắt rơi vào lâm phong trên người. Hừ, tiểu tiểu tiên vương đỉnh phong, còn không mau mau cho bản hoàng quỳ xuống. Thanh âm như sấm bên tai, mang theo vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Lời còn chưa dứt, một cỗ càng cường đại hơn uy áp giáng lâm. Lâm phong nguyên bản sắp đứng thẳng người, ở nơi này cỗ áp lực thật lớn dưới, đột nhiên uốn lượn xuống dưới. Cảm giác mình đầu gối liền muốn không chịu nổi áp lực mà quỳ dạp xuống đất, nhưng ở thời khắc mấu chốt, cắn chặt răng, dùng hết toàn lực đứng vững lại không có luân lạc tới quỷ xuống đất cầu xin tha thứ hạ tràng. Liền bằng ngươi, cũng muốn để cho ta quỷ. Nằm mơ. Lâm Phong tràn ngập kiên định trả lời. Để cho rất nhiều thiên kiêu lộ ra tò mò thần sắc. Lại có người dám chống đối tiên hoàng cảnh cường giả. Vẫn là một cái tiên vương cảnh. Chẳng lẽ là muốn muốn chết sao? Ai cũng biết nam tử mới vừa vượt qua tiên hoàng kiếp, thành tựu tiên hoàng cảnh, khi thế chính thịnh, không người dám chạm đến rủi ro không thấy được liền nửa bước tiên hoàng cảnh đều không dám nói chuyện sao tiên vương cảnh chỗ nào đến dũng khí chống đối tiên hoàng cảnh cường giả giữa hai bên tranh lệch quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau ý ngươi là ta đường đường tiên hoàng cảnh cường giả không xứng nhiều ngươi tiên vương đỉnh phong quỳ xuống nam tử nhiều hứng thú nhìn xem lâm phong ta lên lại trời dưới quỳ đất trung gian lại phụ mẫu sư tôn trừ cái đó ra bất luận kẻ nào cũng không nên nghĩ để cho ta quỳ xuống đừng nói ngươi một cái tiên hoàng cảnh chính là tiên đế đến rồi cũng giống vậy lâm phong cắn răng trả lời rất tốt đã như vậy như vậy bản hoàng hôm nay liền càng muốn nhiều ngươi quỳ xuống không chỉ có phải quỳ còn muốn cho ngươi dập đầu nhận lầm đánh vỡ ngươi tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo nhiều ngươi biết rõ tiên hoàng cảnh cường giả thực lực chân chính thanh âm nam tử trầm thấp mà hữu lực tràn đầy chiêu tức vị đạo ngươi làm không được có đúng không vậy liền thử một lần oanh một tiếng oanh minh. Các thiên kiêu cảm giác được trên người mình áp lực lập tức giảm nhẹ đi nhiều, nhao nhao thở dài một hơi. Cùng bọn họ ngược lại là Lâm Phong trên người áp lực tại kéo dài gia tăng. Hai chân chậm rãi hướng phía dưới uốn lượn, đầu gối dần dần tới gần mặt đất, thừa nhận lực lượng khổng lồ. Mỗi một lần hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống. Dù vậy, hắn đều không hề từ bỏ, cắn chặt răng, cố gắng chống đỡ lấy thân thể của mình, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ bất kể như thế nào cũng không thể quỳ thời gian một giây một giây đi qua lâm phong hai chân cách mặt đất càng ngày càng gần sắc mặt càng ngày càng trắng bệch có thể ánh mắt vẫn như cũ kiên định trong lòng mặc niệm kém một chút còn thiếu một chút chỉ thiếu chút nữa nhìn tới tiên hoàng cảnh cũng không gì hơn cái này ngay cả ta một cái tiểu tiểu tiên vương đỉnh phong đều không thể chấn áp muốn ta quỳ xuống dập đầu làm ngươi xuân thu đại mộng à ha 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 lâm phong dùng khí lực sau cùng cười lớn không trung nam tử nghe vậy trong mắt lóe lên mãnh liệt sát ý bản thân đường đường tiên hoàng cảnh cường giả bị một cái tiên vương đỉnh phong khinh bỉ để cho hắn cảm giác nhận lấy cực lớn vũ nhục lúc này gầm thét ngươi muốn chết trong chốc lát ở đây tất cả thiên kiêu trên người nhẹ một chút đến từ tiên hoàng cảnh áp lực biến mất vô tung vô ảnh cùng lúc đó lâm phong trên người áp lực đột nhiên tăng gấp bội một vị chân chính tiên hoàng cảnh cường giả toàn lực hướng một người tạo áp lực loại kia cực kỳ kinh khủng áp lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn Lâm Phong xem như cảm nhận được, mặc dù là tân tấn tiên hoàng cảnh cũng không phải tiên vương đỉnh phong có thể tiếp nhận. Dù sao giữa hai bên chênh lệch một cái đại cảnh giới, thực lực sai biệt giống như khác biệt một trời một vực. Nếu như đổi thành phổ thông tiên vương đỉnh phong, chỉ sợ sớm đã tại chỗ trọng thương thậm chí đã hôn mê. Cho dù là Lâm Phong cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, nhưng hắn vẫn không có khuất phục quỳ dạp xuống đất. Trên mặt nạ lưu lại một chút vết máu, ánh mắt tràn đầy kiên nghị cùng bất khuất thân thể đã đến cực hạn. Mắt thấy liền bị hoàn toàn trấn áp. Thể nội đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy vỡ tan âm thanh, phẳng phất vỏ trứng vỡ tan đồng dạng. Răng rắc. Trong nháy mắt, Lâm Phong trên người khí tức giống như núi lửa phun trào đồng dạng, xông phá tiên vương đỉnh phong điểm giới hạn, đạt đến nửa bước tiên hoàng cảnh trình độ. Thành công đột phá. Bất quá phóng lên tận trời khí tức, lập tức lại bị áp chế. Xảy ra bất ngờ biến cố để cho chung quanh các thiên kiêu cảm thấy một trận ngạc nhiên, nhao nhao mở to hai mắt nhìn vậy mà tại tiên hoàng cảnh áp bách dưới đột phá là trùng hợp hay là cố ý gây nên lá gan thật là quá lớn à bước vào nửa bước tiên hoàng lại như thế nào chẳng lẽ cho rằng nửa bước tiên hoàng có thể cùng chân chính tiên hoàng chống lại dựa theo tình huống trước mắt tiên hoàng cảnh nam tử rõ ràng động sát tâm mới vừa đột phá liền phải chết mưu đồ gì đại gia đều không rõ ràng lâm phong là thế nào nghĩ tại sao phải đắc tội một vị tiên hoàng cảnh đến bức bản thân? Mấu chốt là không dùng à, cần gì chứ? Nhìn tới một vị nửa bước tiên hoàng phải bỏ mạng. Đang bị tiên hoàng cảnh khí thế chấn áp một khắc này, Lâm Phong cũng cảm giác được tu vi có chỗ buông lỏng. Thế là mới có đằng sau hướng tiên hoàng cảnh khiêu khích sự tình. Chính là nghĩ nhân cơ hội này, nhất cử bước vào nửa bước tiên hoàng cảnh. Mặc dù nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến thụ một chút nội thương, nhưng kết quả cuối cùng là tốt đi tới nửa bước tiên hoàng cảnh sau. Lâm Phong đứng thẳng người, ưỡn ngực, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Ta đã nói rồi, muốn cho ta quỳ xuống dập đầu, ngươi làm không được. Không trung nam tử thấy thế sừng sốt một chút. Giờ phút này có ngốc cũng minh bạch, đối phương là muốn mượn bản thân áp lực, xông phá bình cảnh. Lợi dụng mình là cần phải trả giá thật lớn. Lâm Phong mặc dù thành công đột phá đến nửa bước tiên hoàng cảnh, nhưng là cùng chân chính tiên hoàng cảnh so ra y nguyên có chênh lệch thật lớn tại tiên hoàng cảnh khí thế áp bách dưới chỉ có thể tự vệ làm không được phản kích bất quá đối với lâm phong mà nói đã đầy đủ vượt cấp khiêu chiến thực lực vốn là dựa vào thủ đoạn khác tỷ như cửu chuyển phân thân thuật bí chữ hành chờ chút bị chấn áp thời điểm không cách nào sử dụng bây giờ có thể dùng là được rồi tốt một cái tiên vương đỉnh phong dám lợi dụng bản hoàng áp lực đến đột phá bình cảnh ngươi rất không tệ có tư cách biết rõ bản hoàng tên nhớ kỹ giết ngươi người gọi từ nguyên kiếp sau nhớ kỹ tại cũng không đủ thực lực trước đó, làm người khiêm tốn một chút. Nam tử cười gần nói. Sự tình phát triển đến nước này. Bị chỉ là tiên vương đỉnh phong lần nữa khiêu khích. Trung quanh còn có cái kia sao nhiều từng cái bản nguyên vũ trụ thiên kiêu nhìn xem. Tân tấn tiên hoàng cảnh cường giả từ nguyên là không thể nào thả đi lâm phong. Nếu không về sau hắn mặt hướng chỗ nào đặt, nhất định sẽ trở thành bị đông đảo thiên kiêu chế nhạo đối tượng. Tại ta tiên vương đỉnh phong thời điểm, ngươi không cách nào làm cho ta quỳ xuống, Bây giờ ta bước vào nửa bước tiên hoàng cảnh, ngươi càng thêm giết không được ta." Lâm Phong nhàn nhạt đáp lại. Giờ này khắc này cảm nhận được thể nội so tiên vương Đỉnh Phong càng thêm cường đại lực lượng, dưới mặt nạ mặt lộ ra một nụ cười. Cuối cùng là tại trăm năm kỳ hạn sắp xảy ra thời khắc, hoàn thành đột phá. Từ nay về sau, dù cho đối mặt tiên hoàng cảnh cường giả, cũng coi là có nhất định sức chống cự, không còn giống tiên vương Đỉnh Phong như vậy, chỉ có thể mặc người chém giết. Coi như thật sự là đánh không lại cũng có thể sử dụng bí chữ hành chạy trốn. Tiên hoàng cảnh lại như thế nào? Đều đuổi không kịp, lấy cái gì tới giết bản thân. Dĩ nhiên đứng ở thế bất bại Lâm Phong, đương nhiên sẽ không e ngại một vị tân tấn tiên hoàng cảnh. Lâm Phong vừa nói, lập tức đem bốn phía các thiên kiêu đều chấn trụ. Tất cả mọi người đến từ từng cái bản nguyên vũ trụ thiên chi kiêu tử, không phải loại kia kiến thức thiền cận người. Biết rõ nửa bước tiên hoàng cảnh tại chính thức tiên hoàng cảnh trước mặt là không có năng lực chống cự gần như không có khả năng từ tiên hoàng cảnh trong tay chạy trốn người này khả năng cao là điên lại còn nói tiên hoàng cảnh không giết được hắn thực sự là người không biết không sợ mấy vị nửa bước tiên hoàng cũng nghĩ như vậy dù sao bọn họ không dám đắc tội tiên hoàng cảnh cường giả ha 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 tốt một cái không giết được ngươi hiện tại nửa bước tiên hoàng cảnh đều ngông cuồng như vậy sao bản hoàng tại nửa bước tiên hoàng thời điểm cũng không dám đối với một vị tiên hoàng cảnh nói như thế ngươi thật lớn mật từ nguyên đều bị chọc giận quá mà cười lên. Gan lớn nhỏ quyết định bởi tại thực lực mạnh yếu. Lâm Phong ngữ khí bình tĩnh như trước, ý ngươi là thực lực ngươi rất mạnh đủ để đối kháng Tiên Hoàng Cảnh. Ta biết ngươi không tin, thử xem chẳng phải sẽ biết. Nghe Lâm Phong tràn ngập tự tin lời nói, không chỉ Đông đảo Thiên Kiêu, ngay cả Tân tấn Tiên Hoàng Từ nguyên đều ngẩn ra. Chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế nửa bước Tiên Hoàng Cảnh. Rốt cuộc là thật có thực lực kia vẫn là Phu trương thanh thế đáp án rất nhanh công bố. Đã ngươi đều như vậy yêu cầu, vậy liền như ngươi mong muốn. Tân tấn tiên hoàng từ nguyên nói xong câu đó về sau, khi thế vừa thu lại, bàng bạc lực lượng đều bị áp chế ở thể nội. Sau một khắc, khí tức lần nữa đột nhiên bộc phát, sôi trào mãnh liệt hướng về mặt đất quét sạch mà đi. Lâm Phong cảm giác một cỗ so trước đó cường đại áp lực đập vào mặt, thân thể phẳng phất đổ chỉ một dạng, hành động trở nên chậm chạp. Cỗ này áp lực cũng không phải là đơn thuần lực lượng áp chế, còn có nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu chấn nhiếp. Muốn là người khác, tại thân thể cùng thần hồn song trọng áp chế xuống, khẳng định không cách nào động đậy, chờ đợi sát chiêu giáng lâm. Có thể Lâm Phong không giống nhau. Sử dụng thượng cổ luyện thể công pháp ngũ cầm hí, nhục thân trở nên cực kỳ cường hãn. Tăng thêm luyện hồn châu hấp thu đại lượng bất lực chi hồn trả lại, thân hồn so đồng cấp muốn khổng lồ quá nhiều. Song trọng áp chế với hắn mà nói tác dụng có hạn. Ngay lúc này, một đạo công kích chớp mắt đã tới, mang theo lăng lệ sát ý, tốc độ cực nhanh, lập tức đi tới Lâm Phong trước người, tựa hồ muốn hắn xuyên thủng. Oanh! Mặt đất chuyển đến một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, đại địa run rẩy theo. Lâm Phong nguyên bản đứng thẳng địa phương, giờ phút này xuất hiện một cái to lớn hố sâu, chung quanh nham thạch cùng thổ nhưỡng bị tạc đến văng từ phía. Cơ hồ tất cả thiên kiêu đều nhất trí cho rằng, can đảm đó dám khiêu khích tiên hoàng cảnh người đã bị đánh giết. Dù sao tiên hoàng cảnh một đòn, há lại nửa bước tiên hoàng có thể ngăn cản. Từ Nguyên cũng là ý tưởng như vậy. Tại chính mình khí thế cường đại áp bách dưới, một cái nửa bước tiên hoàng cảnh lại làm sao có thể tránh thoát cái kia cực hạn công kích. Nhưng mà, sự thật đúng như này sao? Chỉ là nửa bước tiên hoàng, cũng dám khiêu khích bản hoàng, chết không có gì đáng tiếc. Từ Nguyên cười lạnh nói. Lời này hiển nhiên là nói cho đông đảo các thiên kiêu nghe. Dám khiêu khích tiên hoàng cảnh cường giả, chỉ có một con đường chết một đầu. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, từ tiên hoàng Ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm, cứ việc ta khả năng đánh không lại ngươi, nhưng ta nói qua, ngươi là giết không được ta." Từ Nguyên biến sắc, nhanh chóng xoay người nhìn, không biết lúc nào, Lâm Phong dĩ nhiên xuất hiện ở sau lưng cách đó không xa. Làm sao có thể? Hắn lúc nào đi lên? Bản thân dĩ nhiên một điểm cảm giác đều không có. Ngươi Từ Nguyên trong lòng đại chấn, trên mặt lần thứ nhất lộ ra chấn kinh chi sắc. Phía dưới một đám thiên kiêu, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lên trên trời Lâm Phong lập tức quá sợ hãi bởi vì không có người có thể nghĩ đến nửa bước tiên hoàng không chỉ có thể tránh thoát tân tấn tiên hoàng từ nguyên một đòn còn có thể im ắng vô tức đi tới phía sau hắn quả thực làm cho người khó có thể tin từ nguyên hôm nay ta lợi dụng nửa bước tiên hoàng tu vi khiêu chiến ngươi vị này tân tấn tiên hoàng cảnh lâm phong một mặt nghiêm mặt ánh mắt kiên định tự tin làm xong chuẩn bị chú đáo liền bằng ngươi từ nguyên gầm thét trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc cho dù mới vừa rồi bị khiếp sợ đến vẫn như cũ không cách nào ảnh hưởng đến hắn thân làm tiên hoàng cảnh tự tin tiên hoàng cảnh đối với nửa bước tiên hoàng vốn là có thiên sinh ưu thế giữa hai bên cách một đạo to lớn cái hào rộng muốn vượt qua cái hào rộng làm đến vượt biên khiêu chiến đến nay cho tới bây giờ không nghe nói có ai làm đến qua liền xem như trong hồng hoang cấp cao nhất yêu nghiệt tại nửa bước tiên hoàng thời điểm tối đa cũng liền có thể miễn cưỡng tại tiên hoàng cảnh trong tay còn sống sót là, chỉ bằng ta, Lâm Phong như đinh chém sát trả lời. Vừa dứt lời, tức khắc thi triển ra cửu chuyển phân thân thuật. Bên người trống rỗng xuất hiện bảy thân ảnh giống như đúc, đồng dạng đều mang mặt nạ. Phân thân là căn cứ bản thể biến ảo mà đến. Bản thể cái dạng gì, phân thân chính là cái gì dạng. Nguyên bản cửu chuyển phân thân thuật đệ bát chuyển cực hạn là tám đạo phân thân. Có một đạo đi theo đội ngũ. Bây giờ chỉ có thể phân ra bảy đạo. Lâm Phong hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước tân tấn tiên hoàng cảnh cường giả từ nguyên biết rõ cái này sẽ là một trận gian nan chiến đấu nhưng hắn không sợ hãi chút nào đánh không lại có thể dùng bí chữ hành chạy trốn nói một cách khác muốn đánh muốn đi cũng là lâm phong định đoạt dĩ nhiên đứng ở thế bất bại hắn có cái gì đáng sợ vừa vạn nhân cơ hội này thử xem tiên hoàng cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào về sau gặp được cũng tốt có chuẩn bị tâm lý nhìn xem lâm phong bên người tám đạo phân thân bao quát tân tấn tiên hoàng từ nguyên ở bên trong tất cả thiên kiêu cũng vì đó sững sờ đây là cái gì thủ đoạn vì cảm giác gì tám thân ảnh giống như đúc không có chút nào khác nhau giờ này khác này không người nào dám lại hoài nghi lâm phong là kẻ ngu có thể tùy tiện tránh đi tiên hoàng cảnh một đòn nói rõ là có bản lĩnh thật sự đổi lại đừng nửa bước tiên hoàng cảnh sớm đã bị nhất kích tất sát chỉ ít ở đây mấy vị nửa bước tiên hoàng đều không cho là mình có thể tránh thoát từ nguyên một kích kia nói rõ người đeo mặt nạ thực lực dĩ nhiên áp đảo bọn họ phía trên khiến mọi người không khỏi suy đoán chẳng lẽ hôm nay thật muốn chứng kiến lịch sử không được tân tấn nửa bước tiên hoàng lại muốn khiêu chiến tân tấn tiên hoàng cảnh thực sự làm cho người rất điên cuồng một đám các thiên kiêu cũng không khỏi lộ ra chờ mong thần sắc rất muốn biết rõ nửa bước tiên hoàng cảnh phải chăng có thể cùng chân chính tiên hoàng cảnh chống lại nếu như có thể thành công như vậy đối với người tu đạo mà nói không thể nghi ngờ là một loại to lớn ủng hộ. Dù sao nửa bước tiên hoàng cùng chân chính tiên hoàng cảnh ở giữa, một mực bị cho rằng có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, mà bây giờ có người ý đồ vượt qua cái hào rộng, đánh vỡ cực hạn. Vô luận kết quả như thế nào, tất cả mọi người sẽ đối với có can đảm khiêu chiến người, xin lòng kính nể. Cố làm ra vẻ huyền bí, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào cũng là phí công. Chỉ là nửa bước tiên hoàng cảnh dĩ nhiên nói khoác mà không biết ngượng muốn khiêu chiến bản vương đã ngươi muốn chết như vậy bản hoàng hôm nay liền thành toàn ngươi từ nguyên khinh thường nói cùng lúc đó trên người bộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức đó là thuộc về tiên hoàng cảnh cường giả độc hữu uy áp giống như thái sơn áp noãn giống như gánh nặng làm cho người không thở nổi đối mặt tiên hoàng cảnh cường giả lâm phong không dám khinh địch hét lớn một tiếng giết thanh âm như sấm bên tai vang vọng toàn bộ chiến trường ngay sau đó bên người bảy đạo phân thân cũng cùng kêu lên hô ứng tất cả đều thi triển ra ngũ cầm hí bên trong ma viên một thức trong phút chốc bảy con to lớn ma viên hư ảnh xuất hiện đem phân thân bao khỏa ở trước ngực đạt đến mấy trăm triệu thân thể vô cùng to lớn toàn thân tản ra khí tức cuồng bạo hống 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 ma viên hư ảnh nhóm ngửa mặt lên trời gào thét phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống như lôi đình vạn quân chấn động hám thiên địa dĩ nhiên sinh sinh mà chặn lại từ nguyên phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ Lâm Phong tu vi bước vào nửa bước tiên hoàng cảnh sau. Ma viên hư ảnh đều đi theo cao lớn hơn không ít. Từ trong càn khôn giới xuất ra hám thiên chấn địa trùy ném ra. Trên không trung không ngừng biến lớn. Một đầu ma viên tiếp được hám thiên chấn địa trùy, khi thế lần thứ hai tăng vọt. Giờ khác này, trên chiến trường tràn ngập khẩn trương mà kiềm chế bầu không khí. Từ nguyên nguyên lai tưởng rằng phóng xuất ra tiên hoàng cảnh uy áp, có thể thoải mái mà chấn áp đối thủ, sự thật lại không phải như thế không chỉ có không có bị ảnh hưởng ngược lại thể hiện ra thực lực cường đại cùng kiên định đấu trí để cho từ nguyên ý thức được địch nhân xác thực cùng đừng nửa bước tiên hoàng không giống nhau thế là thu hồi lòng khinh thị lấy ra một cây trường thương chuẩn bị toàn lực ứng phó ứng đối trận chiến đấu này mũi thương một chỉ lâm phong lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người đánh tới ngay sau đó không do dự nữa khống chế phân thân phóng tới từ nguyên bảy con đạt đến mấy trăm trượng ma viên hư ảnh trên không trung chạy hình ảnh chiết để rung động phía dưới các thiên kiêu bọn họ ngơ ngác ngửa đầu nhìn lên bầu trời cảm nhận được song phương cái kia kinh thiên động địa khí thế hảo hảo đáng sợ có người tự lẩm bẩm mấy vị kia nửa bước tiên hoàng cảnh thậm chí cảm thấy bản thân muốn là cùng mặt nạ người đại chiến không chống được mấy hiệp liền sẽ thảm bại thậm chí bị đánh giết không hổ là có can đảm khiêu chiến tiên hoàng cảnh tồn tại thực lực xác thực mạnh có chút đáng sợ từ nguyên hóa thành một đạo cầu vòng trước mặt mà lên song phương rất nhanh gặp gỡ đến cùng một chỗ ma viên hư ảnh song trường nhanh chóng duỗi ra trục về phía từ nguyên bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát về sau trường thương hất lên rơi vào ma viên trên người ầm kèm theo một tiếng vang thật lớn ma viên hư ảnh bị nện lui lại mấy bước từ nguyên công kích còn không có kết thúc mũi thương thuận thế điểm tại ma viên lồng ngực bên trong đúng lúc là phân thân vị trí keng to lớn lực cản để cho trường thương ngưng đi tới từ nguyên một cái tay khác dùng sức đập vào đuôi thương mũi thương xông phá trở ngại vào ma viên hư ảnh lồng ngược chỗ đem phân thân đánh giết vẻn vẹn vừa đối mặt lâm phong liền tổn thất một đạo phân thân còn lại phân thân xông tới không ngừng vũ động hai tay hoặc quyền hoặc trưởng liên tục tấn công về phía từ nguyên phanh 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 liên tiếp tiếng va chạm vang lên ma viên hư ảnh mỗi một kích đều bị từ nguyên dùng trường thương ngăn trở căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may nếu là bị từ nguyên tìm tới cơ hội thường thường một thương liền có thể mang đi một cái phân thân chỉ một lát sau công phu. Bảy đạo phân thân, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo. Còn lại lục đạo đều bị đánh giết. Tiên hoàng cảnh thực lực xác thực cường hoành đến cực điểm. Thật không phải nửa bước tiên hoàng cảnh có thể so sánh với. Nếu là không có cửu chuyển phân thân thuật, Lâm Phong hoàn toàn không có cách nào đánh. Duy nhất có thể làm, chính là sử dụng bí chữ hành chạy trốn. Bành. Trường thương cùng hám thiên chấn địa trùy va vào nhau. Lần này, từ nguyên rõ ràng cảm nhận được một tia áp lực song phương riêng phần mình thối lui. Đại chiến bắt đầu đến nay, đây là hắn lần thứ nhất lùi lại. Có được hám thiên chấn địa trùy ma viên hư ảnh, thực lực phải cường đại hơn rất nhiều. Không đợi từ nguyên đứng vững gót chân. Chói mắt bạch quang thoáng hiện. Nơi xa xem cuộc chiến lâm phong bản thể xuất thủ. Cầm trong tay hỗn độn kiếm. Chảm thiên bạt kiếm thuật. Hưu. Keng. Bị từ nguyên dùng trường thương ngăn trở. Quả nhiên lâm phong biết rõ chảm thiên bạt kiếm thuật tác dụng không lớn nhân cơ hội này. Ma viên hư ảnh lấn người mà lên. Lần nữa huy động trong tay hám thiên chấn địa trùy, đánh tới hướng từ nguyên. Công kích còn chưa tới, kinh khủng kia áp lực đã đến. Đối mặt này tràn đầy lực lượng một trùy, từ nguyên ánh mắt ngưng tụ. Muốn tránh đi là không còn kịp rồi, vội vàng phía dưới, chỉ có thể đón đỡ. Trường thương đột nhiên vung ra. ầm Một bóng người nhanh chóng rơi vào mặt đất. Đem mặt đất ném ra một cái hố to. Nhìn một đám các thiên kiêu trong lòng rung mạnh đường đường tiên hoàng cảnh cường giả thế mà bị thua thiệt không đợi mọi người lấy lại tinh thần trường thương từ mặt đất bắn ra tốc độ nhanh chóng cơ hồ trong nháy mắt liền đến ma viên trước người bành mũi thương rơi xuống ma viên hư ảnh lồng ngực phát ra tiếng vang giòn giã tiếp lấy đem nó xuyên thấu thẳng đến bên trong cuối cùng một đạo phân thân như muốn đánh giết uống phân thân chắp tay trước ngực đem trường thương miễn cưỡng cố định trụ gặp đúng thời từ nguyên xuất hiện ở đuôi thương một tay đẩy mũi thương đâm vào phân thân ngực cuối cùng một đạo phân thân chết ma viên hư ảnh biến mất không thấy gì nữa trong tay hám thiên chấn địa trùy chậm rãi rơi xuống từ nguyên cầm trong tay trường thương nhắm ngay lâm phong dùng sức ném ra đồng thời thân thể theo sát phía sau một người một thường lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ tới gần thân làm tiên hoàng cảnh cường giả đương nhiên biết rõ muốn giết bản thể tài năng kết thúc chiến đấu kỳ thật hắn có thể vòng qua phân thân thẳng đến lâm phong dây dưa lâu như vậy là muốn cho đối phương thể nghiệm đến tuyệt vọng chưa từng nghĩ một cái không chú ý ăn một chút thiệt thòi lửa giận đã sớm đem từ nguyên đốt thế tất yếu lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết địch nhân hưu trường thương những nơi đi qua không gian vặn vẹo trong chớp mắt liền đã đạt đến lâm phong trước người từ nguyên ở hậu phương chuẩn bị tùy thời bổ đao